Anh là Nguyễn Văn Giáp, anh là làm bên doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất Thảo Lắp Ráp. Vâng, anh có thể chia sẻ trước khi đến với chương trình này thì anh cũng nhờ doanh nghiệp mình đang gặp phải những khó khăn vướng mắc gì không? Mô hình doanh nghiệp của anh là sản xuất và tự bán lẻ và thương mại, nên là rất là nhiều bộ phận và rất là rối. Và các bộ phận thì lại thông tin từ trên mà truyền đạt xuống thì lại không xuyên suốt với nhau, hay bị lạc. Và khó khăn nữa là khi mà nhân bản nhà máy thì là mình không có những cái gọi là có một cái gì đó để chuyển giao á, thì là đang gặp về những cái vấn đề như thế. Vâng, và khi đến với khóa học này rồi thì anh đã tìm ra được cái phương án để xử lý cho những cái khó khăn của mình chưa ạ? Thì sau khi đến khóa học này thì mình hơi bất ngờ là chương trình giáo trình hơn được những cái điều mà mình mong đợi. Thứ nhất là thầy đóng gói được hết cho mình những cái quy trình, tất cả mọi phòng ban chức năng, từ nhân sự, tài chính, sản xuất, vốn, rồi tất cả mọi vấn đề thì thầy đã đóng gói được, để cho mình biết cách là sau này mình về thì mình cũng phải đóng gói doanh nghiệp, đóng gói tất cả các phòng ban chức năng lại. Đấy, xong là để chuyển giao cho các phòng ban cấp dưới, sau này nhân sự mới vào là chỉ gọi là đến là đưa cho nó nhân viên đọc là làm việc được thôi, không mất thời gian gọi là ngồi đào tạo nữa. Và thầy Ngô Minh Tuấn thì có một câu nói là chủ tịch cũng là một nghề và chủ tịch thì cũng cần phải học, thì anh có ý kiến như thế nào về câu nói này của thầy ạ? Học thì đương nhiên là kiến thức thì luôn luôn thiếu rồi, và mình học thì mình để hiểu, không những hiểu cho doanh nghiệp mình mà mình hiểu được tổng quan cho mô hình chung của tất cả các doanh nghiệp khác nữa, cũng có thể sau này mình mở rộng thêm ra một cái doanh nghiệp khác nữa, không phải doanh nghiệp hiện tại, nên là học là không thiếu. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của anh như thế nào về khóa học này, có điểm gì khác so với những khóa trước đây anh từng tham gia, và thầy Ngô Minh Tuấn thì có cái điều gì khác so với những người khác? Mình thì đi học khá nhiều trung tâm, nhiều tổ chức, nhưng mà những trước đây mình học thì học nhiều lắm nhưng mà đa phần lại không cô đọng, không đúc kết lại được, đa phần là học theo kiểu là lan man, tương nhiên là những chương trình lẻ tẻ, không có một cái quy chiếu gì về gọi là đóng gói nó lại được. Thì khi đến mình học chương trình của thầy Tuấn này thì bất ngờ là thầy dạy cho mình một cái tư duy gốc rồi xong là phát triển ra những cái mà nhánh khác đấy, thì là sẽ mình đóng gói được cái chương trình học lại của mình, nên là rất là cô đọng, mình chỉ học những cái ý chính thôi rồi phát triển ra những cái khác nữa. Thì điều khác biệt là mỗi thầy Tuấn làm được với khác người khác là thầy đóng gói và dạy cho mình một cái tư duy gốc đấy. Cái đấy là cái điều khác biệt lớn nhất hầu như trên thị trường của anh. Nếu như dùng cụ từ để đánh giá cái khóa học này cũng như là thầy Ngô Minh Tuấn thì anh sẽ dùng từ gì ạ? Kiến thức trọn vẹn. Còn thầy Ngô Minh Tuấn thì trong thâm tâm mình là coi là người thầy thứ hai. Tại vì mình đi học nhiều, tận 2016 mình mới tìm được một người thầy thứ nhất. Mà sau 6 năm tìm kiếm học liên tục nhưng mà mình không tìm được người thầy để mình gọi là người thầy thứ hai. Đấy nên trong thâm tâm của anh là coi là thầy Tuấn là người thầy thứ hai trên cuộc đời tiếp theo của anh. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn, fanpage Học viện CEO miền Nam, địa chỉ tòa nhà Work Labs, số 6 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.